Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay mình mời các bạn ra vườn táo và chia sẻ với các bạn rất nhiều cái vấn đề, trong đó có rất nhiều các anh chị đã hỏi trong cái khoảng thời gian vừa rồi, đó là táo thời điểm này chăm sóc thế nào. Đó, thì có hai vấn đề nhé. Một là táo ở miền Bắc đội mình thì các bạn đều biết là năm nay thu hoạch xong, đến thời điểm này cắt cành là đã lên mầm được tầm này rồi. Thời điểm bây giờ đang là mùng 3 tháng 3 âm lịch các bạn ạ, và 22 tháng 4 dương lịch, còn tuần nữa giải phóng miền Nam thôi, thì táo đã lên rất là tốt. Đấy, cái khu đám này là hôm trước mình đã phun cái đội mà nó ăn lá, cắn lá của mình nhé. Đó, thì năm nay thời tiết nó rất là hạn các bạn ạ, hạn tức là nó không có mưa đấy, hạn hán đấy. Thành ra đương nhiên là mình phải tưới ẩm, tưới nước cho nó một vài lần đấy, để cho nó duy trì cái độ ẩm để cho nó lên cây nhé. Đấy, còn với cái bạt của mình tưới đây thì cũng rất nhiều bạn hỏi là cái bạt này có ok không, mà mình thấy là cái bạt này tương đối ok đấy các bạn ạ, rất ok. Thứ nhất là nó phủ cỏ, thứ hai là nó giữ ẩm được nhé, giữ ẩm tương đối tốt. Đó, đấy, nó thấm nước này, nó là cái bạt dứa đấy, nhưng mà nó thấm nước và nó rất là dày. Đấy, những cái vì là mình chưa có điều kiện nên là mình mới giải một chút thôi, gọi là thử nghiệm thôi, nhưng cảm thấy rất là ok rồi các bạn ạ. Đấy, còn dây thì dây PE thì mình cũng chưa có thời gian mình chăng được. Đấy, chắc là ngày mai thì mình sẽ chăng thôi. Chăng dây để làm dàn đấy. Đó, thì táo miền Bắc đến thời điểm này là chăm, cứ chăm bón qua phân. Ví dụ các bạn mà thời trước, tức là năm vừa rồi, lượng phân nó rất là nhiều. Thì các bạn, một là các bạn có thể vứt cho một bao phân gà, một bao phân chuồng ở gốc cho nó ăn dần. Hoặc là cho thêm một ít lân kali, một ít lân hoặc là một ít vi sinh, gọi phân rẻ rẻ thôi. Nó hơi ồn một chút các bạn nhé. Đó, đây. Đấy, thì các bạn sẽ tưới rong cây cho từ giờ đến tháng, có mẹ là thời điểm này gần như bỏ hoang được. Mình cứ trêu dùng cái từ bỏ hoang, tức là thời gian mất rất ít công sức chăm sóc các bạn ạ. Thời điểm chăm mạnh nhất là thời điểm mà khi cây bắt đầu thành quả, chăm đến khi quả chuẩn bị chín là gần như là cũng lại dừng. Đấy, tóm lại là cây táo này chăm sóc rất là dễ luôn, gần như là bỏ hoang được cái giai đoạn này. Đấy, chúng ta chỉ có cắt tỉa một chút đi. Nhiều bạn cũng đã bảo cắt tỉa được chưa, bảo ok các bạn cắt tỉa đi, ví dụ để lượng là 3-4-5 mầm gì đó, tùy, miễn là chúng ta làm sao giữ được mầm để khi nó thu hoạch, tức là để 5 mầm là nó rất là dày rồi, nhưng mà quan trọng là chúng ta còn dự phòng lúc mà nó còn mưa gió gãy đổ ấy. Đó, còn chỗ này thì mình cũng đang để dày để mình cắt mắt, để mình còn ghép ấy. Như cây tại mặt kia là gần như mình không tỉa rồi đó. Đấy. Đấy, mình đang tưới rất là ok. Cái bạt này nó chống, nó giữ nước rất là tốt nhé, vừa giữ cỏ vừa chống ẩm, chống khô hạn, giữ ẩm cho cây rất ok luôn đấy. Mình cũng thấy rất là ưng. Đấy, từ đầu vụ giờ hôm nay mình mới tưới lần thứ hai. Còn những cái mà không phủ bạt này thì tưới lần thứ rất nhiều rồi. Đấy, thì đương nhiên là mình thấy là nó rất là tuyệt vời. Đó, cũng rất nhiều bạn hỏi. Còn như ở táo trong miền Nam đến thời điểm này thì mình cũng đang gửi thuốc, gửi thang cho các bạn, các anh chị. Một số các bác thì vẫn là đang chuẩn bị trồng, nhưng mà một số thì đang là những cây cũ thì là đang có quả, đang vào thu hoạch, chuẩn bị vào thu hoạch đến nơi rồi. Tức là trong táo miền Nam là táo ra vụ, ra quả nó rất là dài so với miền Bắc. Mình tính là gọi là hai vụ đi, còn miền Bắc thì chỉ được một vụ thôi các bạn ạ. Một số thì mình cũng đã tỉa qua rồi đấy các bạn nhé. Đấy, tỉa qua rồi. Cái này với mình lên dàn thì là sẽ lên dàn là ok thôi. Đây, phân nọ xưa thì mình cũng ném cho một tí. Đấy, giờ mình sẽ để mình lên mình tưới cho nó. Đó. Đấy, luống này thì tương đối là to, mình để mình phủ 2 miếng này. Cơ bản cái miếng này thì mình cũng lại lấy là cái miếng có 2 mét thôi. Cái lưới này nó có khẩu độ từ 1 mét rưỡi đến 4 mét cơ. Nếu mình lấy cái 4 mét thì ok, phủ gần như là kín luống, rất là sạch sẽ. Đấy, còn ở ngoài kia không phủ các bạn thấy không? Cỏ lên âm mỹ luôn. Đấy, còn thời điểm này bón cái gì? Thì thực ra là bón thì phân chuồng hoặc là phân gà hoặc là bón nhẹ nhẹ thôi. Còn phun phóng thì các bạn nên thấy không? Đấy, giống như mình không để ý là vừa rồi cái con bọ cánh cứng ấy, nó ăn đây. Mình đã xử lý, mình phun hôm tối hôm nọ, các bạn đều thấy đây, nó chết đây. Đấy, và lá nó, những cái lá mà lá mới lên cái là không bị ăn này. Đấy, còn lá cũ nó bị ăn như này rồi. Thì chỉ duy trì thuốc sâu
thường này, sâu cắn lá này. Đấy, và một chút phân thôi là táo nó sẽ lên thôi. Còn giai đoạn mà chăm cần các loại ví dụ như là siêu lân tạo quả phấn trắng, rồi thì ruồi vàng nhện đỏ thì là khi bắt đầu cây nó vào thành quả các bạn nhé. Còn thì thời điểm này thì chăm sóc rất là dễ dàng, thuốc sâu thông thường là ok thôi. Năm nay ở miền Bắc mình từ đầu Tết đến giờ mới mưa, cái hôm mưa được một cơn to là 15 tháng riêng các bạn ạ. Còn từ rằm tháng riêng đến bây giờ là 2 tháng 2 rồi, xong rồi sang tháng 3 này rồi mà chưa cơn mưa nào thành. Đấy, hạn rất là nhiều nên các bạn cũng chú ý là tưới tắm cho nó nhé. Bây giờ cơ bản năm nay thì rất nhiều các bạn các anh chị cũng đầu tư rất là mạnh, bởi vì năm vừa rồi thì táo nó đắt không nên bà con đầu tư vào cũng không tiếc tay thật các bạn ạ. Từ vòi tưới rồi thì giếng khoan rồi thì chủ động được nguồn nước. Thì mình cũng đã chia sẻ với rất nhiều các bạn các anh chị là trồng táo rồi các bạn phải chủ động được nguồn nước rồi. Cái mùa này thì có thể không cần mấy, nhưng mùa quả là bắt buộc phải cần các bạn ạ. Cần nước tưới để cho quả nó thúc quả nó lớn ấy. Đấy. Đấy, con mình phủ bạt này thì khi nào tưới thì mình tưới vào phía trong này, này. Hoặc bón phân mình chỉ nhấc bạt lên mình tưới là bón là cũng rất là ok thôi. Đấy, các bạn có thấy ok không? Thực ra là cái công làm cỏ hoặc là công mà là cỏ nó ăn ở trên luống thì cũng rất là nhiều đấy. Ở rìa các bạn nhìn này, những chỗ nào mà bạt nó không đến này, cỏ nó lên rất khủng khiếp luôn. Đấy, cỏ này. Còn phía trong bạt nhé. Đây, mình lật luôn ở phía trong bạt này. Đó, đây, không cỏ không thể lên được và chết, một số chết này. Đây, cỏ gấu ở phía trong là vàng này. Đây, chuẩn bị chết rồi, đấy, không có ánh nắng. Đấy. Đấy, còn phía ngoài lát mình sẽ mời các bạn ra đi thăm hết cái cây táo giống nhé, lên cũng rất là ok rồi, một số thì lên rất khỏe, một số thì vẫn đang tiếp tục ươm tiếp nhé. Đấy, ở phía ngoài cây táo giống đến thời điểm này cũng rất nhiều bạn cũng còn hỏi, ngày hôm nay vẫn còn hỏi cây táo giống hay không, ví dụ như là em Hưng ở Bắc Quang, rồi thì anh Hoàn ở Hải Dương, rồi chị Hoa ở Kim Thành Hải Dương, rồi thì một bạn ở trong Bạc Liêu, một bạn ở trong Gia Lai, nói chung là rất nhiều các bạn ạ. Cây táo giống thì mình cũng bảo là cây cuối vụ năm nay, thực ra cây năm nay nó rất là sốt, rất là đắt. Mà cuối vụ cây nó không cả thành cây nữa các bạn ạ. Nhìn nó chán ơi là chán ấy. Thế nhưng mà một số thì nó gửi đi thì vẫn sống, vẫn trồng, vẫn được thôi. Nhưng mà nhìn cây nó nhỏ, nó chán. Nên là bảo thôi cứ để cuối năm. Đó. Như vậy thì mình đang thả thêm lên rãnh nữa tí, cho lên đỉnh luống ấy, cho nó ngấm một tí nữa này. Đấy, còn cơ bản là cũng tưới xong rồi nhé. Ở ngoài kia thì cũng đã tưới xong hết các bạn ạ. Đó, đây. Tất cả hệ thống vòi nước các thứ thì đã đấu ra hết vườn rồi. Nên mình mời các bạn cùng theo dõi này. Đây, cây táo con đây. Cây táo dại các bạn nhé. Nhiều bác có hỏi còn hạt táo không, bảo bây giờ hết rồi. Đó, đây hạt cây của nó lên tầm này rồi. Chuẩn bị tầm, nói chung là tầm hết vải nhé, là sẽ ghép thôi, nhưng năm nay là nó nhuận, khả năng còn là ghép có khi trước vải cơ. Đây. Năm nay chết rút tương đối nhiều các bạn ạ. Chết rút đó là gì, đó là cây nó lên được rồi nhưng nó vẫn bị chết đi. Đây các bạn ơi, nhìn thấy. Đó, đây, chết đây. Ở phía ngoài, phía ngoài cái thì đang lên, phía ngoài dưới cái thì đang gieo nữa kìa. Đó, phía dưới kìa. Đó, còn như cây đây thì cũng rất là ok chứ các bạn. Đó, thì thời điểm này đó là nếu hạn thì tưới các bạn nhé. Hạn thì tưới chăm cũng gọi là bình thường thôi, cầm chừng thôi. Tưới ẩm một cho một ít phân dê rẻ vào thôi, cũng không cần phải quá là cầu kỳ các bạn ạ. Miễn làm sao cây nó to khỏe để đợt tới nó thắng. Còn tầm năm nay nếu nhuận như thế, còn tầm cuối tháng 5 thôi là đã phải xử lý chuẩn bị ra hoa rồi. Sang tháng 6 âm là đã phải xử lý ra hoa rồi. Đó, thì có rất nhiều các bạn các anh chị cũng đã hỏi rất nhiều cái vấn đề, gọi điện nhắn tin xem táo thời điểm này như thế nào, cây của em có bé không, chăm sóc như thế nào. Thế thì mình cũng xin chia sẻ là các bạn nếu trồng năm 1 thì các bạn cứ bình tĩnh nhé.
cây cũng nói chung là từ đến cuối năm nó vừa lên vừa lớn vừa khỏe, vừa ra hoa vừa lớn. Nhiều bạn hỏi thế cây em mới trồng thì một 300 cây thì cuối năm thử bao nhiêu tấn, mà được mùa hay thì mỗi cây được 30 cân, còn nếu không hay thì 5 cân, 7 cân, mà không hay nữa thì có khi được vài quả ăn, còn nếu hay nữa thì được 50 cân một cây kiểu thế. Đây, mình bơm nước nó sũng, nó ngấm, nó ướt sũng luôn này các bạn. Đó. Như vậy thì năm nay một cái năm mà miền Bắc đến thời điểm này nó rất là hạn, thì các bạn cũng cố gắng tưới ẩm và giữ cho cây, cho cành, cho lộc nó khỏe này, chuẩn bị ra hoa miền Bắc nhé. Còn ở trong miền Nam các bạn, các anh chị thì táo giờ cũng đang có hoa rồi. Một số thì mới đã chưa trồng các bạn ạ, một số chưa trồng bởi vì trong còn một số như ở trong miền Nam hoặc là Tây Nguyên còn chưa mùa mưa, các bác điện cũng rất là nhiều. Thì nói chung mỗi vùng mỗi miền có một cái đặc trưng đặc thù khác nhau, mùa vụ khác nhau, tuy nhiên cách làm và bệnh tật của cây táo thì mình nghĩ nó cũng giống nhau. Đặc biệt là trong đó có con sâu đỏ ấy, thì mình cũng đã hướng dẫn và gửi thuốc thang cho chị em rất là nhiều, anh chị em phấn trắng này, thuốc trị sâu, con sâu nó cắn quả các bạn, con sâu nó đục quả, rồi ruồi vàng nhện đỏ nó rất là nhiều. Các bạn cũng có thể tham khảo qua kênh của mình, cũng như là chưa rõ chỗ nào thì có thể alo theo số điện thoại 0368052750, mình có thể chia sẻ giúp đỡ các bạn các anh chị nhé. Chúc tất cả bà con anh chị em trồng táo trên mọi miền đất nước được mùa được giá, và đặc biệt là đem lại thu nhập cao cho gia đình. Xin chào và cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video hôm nay. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video hôm nay. Ở trong video hôm nay thì mời các bạn sẽ trăng cái dây này nhé, trăng cái dây này và mình sẽ hướng dẫn cách buộc dây nhé, dây nhựa, dây PE luôn. Đấy, dây thì mình trở ra đây rồi, nó đây. Đây là hiện tại là có 4 cuộn. Nhưng chắc là mình cũng trăng hết một cuộn thôi. Ở chỗ này mình đang trăng thử thôi. Còn nếu mà trăng hết ra đây thì chắc nó rơi hết khoảng tầm 5 cuộn. Vì mỗi cuộn nó rơi vào khoảng, cuộn này là cuộn rơi khoảng 1000 mét các bạn ạ. 1000 mét nhé. Đó, đây, dây đây. Đấy. Đây. Đó. Đó thì bây giờ mình sẽ bỏ ra nhé và trăng nhé và hướng dẫn các bạn cái buộc nhé. Còn những cái cuộn dưới này thì mình sẽ đây những cái cuộn đây, đây trong này có những cuộn tiếp này. Đó đây. Đó. Đấy, những cuộn này thì mình sẽ để gửi cho anh Tài tại Bắc Ninh nhé, Tiên Du Bắc Ninh. Rồi cho một anh ở trên Yên Bái nữa và một chị Lào Cai nữa. Tóm lại là anh Tài đã 5 cuộn rồi cơ. Đó. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn sẽ hướng dẫn và test thử xem là về thì cái trăng cái vườn táo này có ok không nhé. Đấy, cột thì mình đã đóng, đã dựng hết lên rồi, mình đang làm thử nghiệm một góc này xem là ok không, còn nếu không thì sẽ triển khai hết ra khu ngoài này các bạn ạ. Đó. Đây, xin mời các bạn.